Đây cái phần vừa bôi xong đây trời ơi, nó trắng như thế này. Nó trắng bóc lên như thế này. Nó trắng bóc lên như thế này. Đây nhà mình nhìn nhá, đây nó trắng chưa? Nó trắng tới mức độ như thế này, trắng mà trắng mịn màng, trắng tự nhiên. Và phải là Skin IC hàng chính hãng mới có thể làm cho cái làn da của một người trắng sáng như thế này được. Sản phẩm này có tên gọi là sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Và khi mà mình lấy một lượng vừa đủ mình massage như thế này. Massage để nó làm gì ạ? Nó lấy đi tất cả những cái bụi bẩn, những cái độc tố ở trên da. Nó hút hết những cái dầu, những cái bã nhờn ở trên da. Và hương làm trắng da ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Chúng mình bị viêm lỗ chân lông, bị viêm nang lông, mình bị mụn ở lưng thì mình dùng cái này. Nó chữa viêm nang lông, mụn lưng cực kỳ là tốt. Và quan trọng nữa, cái da của Hương nó mịn màng, nó trắng sáng. Tay này là vừa mới được gì nhỉ? Ủ trắng bằng một bước bằng than hoạt tính. Rồi ôi, mọi người sờ này, cái da nó mềm, nó mướt, nó mịn, cực kỳ là mịn luôn. Nó thơm dã man, thơm mùi thảo dược. Sau khi mà đã sử dụng xong cái sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính đó, thì buổi sáng Thương sẽ dùng cái kem dưỡng trắng da toàn thân dành cho ban ngày. Còn buổi tối Thương sẽ sử dụng cái kem dưỡng trắng da toàn thân dành cho ban đêm. Đây Hương có thể thử cho làn da để cho mọi người xem. Đây ví dụ một chút cái kem. Đây, chị em nào mà hay mặc váy hở sexy, mình vỗ kem này. Đây nha, không có trắng ảo nhá, trắng tự nhiên nhá. Đó, trắng mà nhìn nó phải thật như thế này nhá. Chứ còn bôi vào phát trắng bóc lên mà nhìn nó như kiểu ảo diệu, như kiểu là áp quay thì thôi bỏ qua. Đây là em quay rất là thật luôn. Đây trắng này, trắng ban ngày này, chống nắng này. Ban đêm này, nó căng lắm, nó căng này này, mọi người nhìn không? Mọi người nhìn cái phần vai của Hương nó căng bóng lên không? Đấy, nhìn này, đấy. Đấy nó thế này cơ mà, nó nuột như thế này cơ mà, rất là sướng. Đây nó là dưỡng trắng bền vững, dưỡng trắng về lâu về dài. Mỗi một ngày mình bôi là một ngày mình làm cho cái làn da của mình nó trắng mịn hơn. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi nó trắng như thế này, cái làn da của Hương nó được trẻ hóa ra này, nó được nâng tông lên, phải nâng lên đến 4-5 tông chứ không phải là ít đâu ạ. Và nếu như nhà mình sử dụng thường xuyên á, thì Hương đảm bảo là sẽ trắng rất là nhanh, như là vừa được đi tiêm trắng về. Nhưng lại không phải là tiêm trắng, mà đây là hoàn toàn tự nhiên, một sản phẩm đến từ thiên nhiên rất là tốt, Skin IC.